Tại hội thảo này, Ủy ban dân tộc xin ý kiến của các nhà khoa học, người có uy tín, già làng, trưởng bản, người đại diện cho dân tộc về việc sửa đổi tên gọi, cách viết tên dân tộc tại cộng đồng để cùng nhau trao đổi bàn bạc và thống nhất cách viết tên gọi một số dân tộc, đồng thời đánh giá sâu về một số tác động khi đề án được thông qua và các giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh. Theo kết quả điều tra của Ủy ban dân tộc và ý kiến kiến nghị của các địa phương, nước ta có 21 dân tộc đề xuất xác định lại thành phần dân tộc, 11 dân tộc có nhu cầu xác định lại tên gọi. Việc xác định thành phần dân tộc, tên gọi một số dân tộc ở nước ta sẽ là cơ sở để thực hiện các quan điểm của Đảng và chính sách dân tộc của nhà nước, thắt chặt khối đại đoàn kết giữa các dân tộc. Hội thảo cũng là cơ sở để các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề án, xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam.